Ngọc Ánh xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý vị dự án mới nhất, hai căn ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội mọi người ạ. Với hai căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong chỉn chu, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Với thông số nhà như sau: diện tích căn ngoài là 30m và căn trong là 32,5m mọi người ơi. Và đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây. Đây là ngõ trước nhà của hai căn nha mọi người. Tuy nhiên nó cách với đường ô tô khoảng tầm 100m. Và thông số nhà Ngọc Ánh sẽ quay một trong hai căn này, thì Ngọc Ánh sẽ quay căn trong cùng gửi tới quý vị. Với diện tích 32,5m, xây 5 tầng, đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ bàn giao nhà luôn. Hướng ngả là hướng đông nam, với cái thông số nhà mặt tiền của ngôi nhà 4,2m mọi người ạ. Và với cái chiều sâu, chiều dài của ngôi nhà nó là 8m. Căn nhà này nở hậu nha mọi người, rất là đẹp, rất là thoáng. Với hướng đông nam thì rất là mát. Từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra tới khu đô thị Văn Phú, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ, 100 đến 150m thôi. Giao thông đi lại rất là thuận tiện. Vị trí của cái căn nhà này thì gần đường chợ, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường này, gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại chợ Hà Đông, gần với cầu Trắng. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Ở đây thì chỉ có hai căn, và Ngọc Ánh sẽ quay căn này gửi tới quý vị. Cụ thể phần mặt tiền của ngôi nhà 4,2m, toàn bộ cái phần mặt tiền ở đây thì được ốp đá granite. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong nó là cửa gỗ mọi người ơi. Đây ạ. Và cái căn nhà này thì giá chào bán hiện tại của chủ nhà là 3 tỷ 500 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu với cái căn nhà này, quý vị chi trả trước giúp Ánh khoảng tầm 1,2 đến 1,4 tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ ngân hàng BIDV, ngân hàng Liên Việt Sportbank. Nói chung là cái căn nhà này khá là ổn so với cái mặt bằng và cái vị trí. Phần hoàn thiện của cái căn nhà này đều đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu rồi. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây chủ đầu tư có lắp cho mình một chiếc quạt trần thương hiệu Panasonic nữa mọi người ạ. Và cái phần cửa đây, cửa chính của ngôi nhà 2 lớp thì bên trong nó là cửa gỗ đây mọi người nhìn thực tế nhá. Đó. Với thiết kế 32,5m, xây 5 tầng, nó rất là gần với khu đô thị Văn Phú. Đó, đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Và đây là phần phòng bếp mọi người ạ. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà thì cũng được hoàn thiện xong hết đầy đủ rồi. Với hai tông màu trắng, xung quanh là viền màu nâu. Với cái mặt bếp là ốp toàn bộ đá đen granite, xung quanh bếp thì ốp gạch 30-60. Phụ kiện bếp đi kèm cái tủ bếp này thì đầy đủ công năng, chất liệu inox 304, vòi chậu cũng như là chậu rửa bát đều được lắp đặt sẵn sàng, chỉ việc dọn đồ về ở. Hồ sơ điện, hồ sơ nước căn nhà này đều được lắp đặt chỉn chu cho mọi người rồi, điện nước riêng. Và với cái thiết kế hai căn liền kề như thế này thì quý vị thường hỏi Ngọc Ánh rằng là có chung tường chung móng không, thì Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người là không có chung tường chung móng gì cả. Chủ đầu tư có những cái dữ liệu lại để ví dụ quý khách hàng có mua thì là có cái dữ liệu để cho quý khách hàng tham khảo nha. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 của ngôi nhà thiết kế một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị bồn cầu cũng như là lavabo, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị ạ. Tiếp theo, cái phần toàn bộ ở đây, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là chất liệu gỗ. Mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là ốp đá đây mọi người ạ, mọi người có thể nhìn thực tế. Đó. Và với cái công năng sử dụng thì 5 tầng như thế nào, mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà này nhá. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong, thiết kế theo kiểu master quý vị ơi. Và mỗi một phòng ngủ thì chủ đầu tư có thiết kế lắp luôn cho mình một chiếc điều hòa rồi ạ. Đó, ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, rất là thoáng. Hướng đông nam thì cũng rất là mát. Ngoài cái phần cửa chính để mở ra ban công thì ở đây còn có hai cửa sổ phụ nữa ạ. Được lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ và lắp điều hòa rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó.
Với cái phòng ngủ này thì chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp, cửa thông phòng thiết kế nó là cửa gỗ lim. Đây, rất là chắc chắn. Tiếp theo, phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đấy mọi người ơi. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đáp ứng cho quý vị. Đây, một cái cửa sổ thông gió hướng ra phía bên ngoài này. Quạt thông gió này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối và một chiếc lavabo nhỏ xinh mọi người ạ. Đó. Phần hoàn thiện về nước, về điện Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Điện nước đã có hồ sơ lắp đặt riêng rồi. Về chỉ việc sang tên cho quý vị thôi. Cửa nhà vệ sinh đây, thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Đó, tầng 2. Cái phòng ngủ rất là rộng, dễ dàng kê đồ. Với cái tầng 2 này nó phải khoảng tầm 20m² mọi người ạ. Đó, cả ban công nữa, rất là thoáng. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Cầu thang đi lên giữa các tầng nó rất là rộng mọi người nha. Nó không bị dốc, thoai thoải thôi ạ. Và cái hành lang đi vào nhà, đi vào cái căn phòng ngủ cũng vậy, rất là thoáng. Với phía tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, với cái căn nhà này, Ngọc Ánh sẽ chỉ quay lên tới tầng 3 của ngôi nhà thì đã có 3 phòng ngủ rồi mọi người ạ. Đó, tức là lên tầng 4 của ngôi nhà, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy cái căn nhà này có 3 phòng ngủ riêng biệt, điều hòa được lắp đặt đầy đủ rồi quý vị nhá. Với tầng 2, tầng 3 này đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần, nhà vệ sinh đây. Đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng theo từng tầng. Giá chào bán 3 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị xem video thì cố gắng xem hết video từ đầu đến cuối cho Ngọc Ánh để có thể biết rằng là cái căn này vị trí, đường, hướng, giá, thiết kế căn nhà ra sao. Bởi vì mọi người chỉ mất có khoảng tầm 10 phút để có thể tìm hiểu một cái căn nhà thôi và biết được cho mình là cái tầm tài chính đấy có thể là nó nằm trong tầm tài chính của mọi người hay không, căn nhà nó có phù hợp hay không. Và mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể tư vấn cho quý vị chọn lựa được những cái căn nhà phù hợp nhất nha. Đây là tầng 3 rồi, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, bỏ qua tầng 4 đi ạ. Bởi vì tầng 4 và tầng giống hệt như tầng 2 và tầng 3. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Với phía tầng 5 của ngôi nhà thì vừa bước chân lên trên phía tầng 5, ở đây có một ô giếng trời sáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và như Hồng Ánh vừa chia sẻ thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà đây, toàn bộ là chất liệu gỗ. Ở đây là cái phần để máy giặt mọi người ạ. Ống chờ này, ổ cắm điện này, cũng như là sàn thoát nước. Với tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình ở đây là một cái phòng thờ. Đó, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng nha mọi người. Đồng thời, ở trên phía tầng 5, ngoài cái phần để máy giặt, phòng thờ thì ở đây chính là phần sân phơi. Đây mọi người ơi, mọi người có thể nhìn giúp em. Cái vị trí căn nhà này nó rất là gần với lại Victoria Văn Phú này. Nó gần với lại The Cap Park này. Nói chung là rất là thuận tiện. Đó, nó nằm ở trong cái khu vực dân cư rất là đông đúc, gần ngay với lại TT16 khu đô thị Văn Phú quý vị ạ. Đấy, ở đây ấy, thực tế nhìn ở cái tầng 5 này có thể nhìn ra tới khu đô thị Văn Phú ở đằng kia. Đó, nhà có sao thì Ngọc Ánh review nó chuẩn là như vậy. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những vị khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.